có hai vợ chồng kết hôn có phép hôn phối hoặc là phép chuẩn, thì nếu mà ly hôn thì người công giáo sẽ không được phép rước mình Thánh Chúa, có đúng như vậy không? Và nếu muốn được rước mình Thánh Chúa thì phải làm sao? Tôi nghĩ câu hỏi này chưa rõ ràng thì tôi sẽ làm lại cho nó rõ hơn một chút. Có hai người công giáo cưới nhau hả, rồi phép chuẩn hoặc là thanh lễ thì không sao, nhưng mà cái từ dùng là ly hôn thì ở đây ly hôn nó không phải là một cái từ có tính cách pháp luật. Một là tính cách gọi là ly hôn có tính cách tạm thời đó ha, separate thôi. Hai là ly dị, thì bây giờ tôi dùng cái chữ ly dị cho cái này đi ha. Ly dị thì nó có tính cách pháp luật ở đó. Ở bên ngoài người ta đưa cho một cái giấy tờ và hai người không còn là vợ chồng nữa. Cho nên anh này có thể đi lấy bà khác ở ngoài đời, bà này có thể lấy anh khác ở ngoài đời thì cái đó. Rồi bây giờ đi vào cái câu hỏi. Nếu trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn với nhau và bây giờ ly dị đi ha. Ly hôn thì dễ rồi, không có gì xảy ra, nhưng mà ly dị thì liệu chừng những người này có được rước lễ không? Thưa được. Bởi vì không có ai bắt những người ly dị không được rước lễ cả, không có. Chỉ trừ khi những người này ly dị và họ tái hôn, đó mới là vấn đề. Nhưng mà đây không có hỏi cái phần tái hôn. Nếu trường hợp mà ly hôn hoặc ly dị và người đó vẫn sống tốt lành, thánh thiện, đạo đức, chẳng có ăn ở với ai, thì họ đâu có phạm tội gì đâu mà không được rước lễ. Để trả lời câu hỏi, người ly dị vẫn được rước lễ như thường. Xin mời chị, con xin chào cha hội trường. Con khi con đọc đoạn tin mừng của thân mắt theo, con có thắc mắc. Chúa nói là ta mang bình an đến cho anh em chứ không phải tự chia rẽ, mà con đọc đoạn câu là con cái chống lại cha mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng, anh em chống lại nhau. Như vậy là Chúa đâu có mang sự bình an mà mang sự đau khổ cho con người. Câu thứ hai nữa là anh em hãy có một tâm hồn trong trắng đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn. Mà tại sao con nghĩ đọc mà con rắn thì nó sự khôn ngoan nhưng mà nó rất là xảo quyệt, là nọc lừa. Xưa nó đã dụ dỗ bà em và bà ông ta vâng, hai câu. Câu thứ nhất ở trong phúc âm cả Matthew và Luca đều nói, Đức Giêsu nói ta đến không phải để đem bình an mà để đem sự chia sẻ. Chúng ta mới nghe bài đọc ngày hôm qua hôm kia ha, cha thì chống lại con thì chống lại cha, rồi anh chị em còn đưa nhau đến tội chỗ chết nữa. Nhưng mà trong phúc âm của Gioan chương 20 thì việc đầu tiên khi ngài sống lại, ngài hiện ra với các ông thì ngài nói bình an cho các con. Và bình an Thầy để lại cho các con là bình an mà thế gian không có đem lại được. Vậy thì hai cái câu này nó có gì đối chọi với nhau? Thật sự nó không có đối chọi đâu. Nhưng mà đây là tôi cách thức cắt nghĩa ngắn như thế này cho các chị em hiểu nè. Học Kinh Thánh thì chúng ta có điều kiện trong các cái giáo xứ mà học Kinh Thánh, anh chị em nên học thêm để cho mình mở mang kiến thức nhé. Học Kinh Thánh thì chúng ta phải hiểu được cái đoạn văn, cái câu đó nó nói trong lúc nào. Tôi nói ví dụ như thế này. Tôi nói ăn đi không tao đánh chết. Mình nói ăn đi không tao đánh chết là mình nói lúc mà nó con bé của mình nó không có chịu ăn cơm, đúng không? Bây giờ mình đem cái câu đó ra mình nói, ồ cái bà này bà nói với bà hàng xóm là chú tôi nó khác nhau nhiều lắm. Cái bối cảnh là lúc đó con bé nó không chịu ăn cho nên mình dọa nó ăn tao đánh chết. Chứ mà qua mà nói với hàng xóm ăn tao đánh không tao đánh chết là cái đó ở tù à. Ở tù nặng à. Trong phúc âm của Matthew, đặc biệt là phúc âm của Matthew, Luca cũng có, mà phúc âm của Matthew từ chương 12 trở đi chúng ta sẽ thấy ngài nói cái gì. Ngài nói đến bổn phận của các Kitô hữu, và rồi đây Thánh Matthew viết phúc âm cho người Do Thái, cho nên những Kitô hữu mới là những người Do Thái. Thì ngài nói cho những người Do Thái bây giờ trở thành Kitô hữu biết, khác với phúc âm của Marco, khác với phúc âm của Gioan. Những người đọc phúc âm của Matthew biết rằng họ là những người sẽ phải chịu đựng. Họ sẽ bị đuổi ra khỏi hội đường, rồi trong nhà sẽ lộn xộn, cha sẽ tố anh em sẽ tố cáo nhau, bởi vì họ là những người trước đây cứ mỗi một ngày Sa-bát dẫn nhau đi hội đường. Bây giờ đùng một cái tự nhiên bây giờ cha đi hội đường, hỏi mày không đi hay không? Mày đi đâu? Ngày mai con đi cầu nguyện với mấy cái nhóm ông Giê-xu. Chính những cái đức tin mới này làm cho gia đình một phần chia rẽ. Và chính sự chia rẽ này mà như Đức Giê-xu nói, những ai bỏ cha mẹ anh chị em mà theo thì sẽ được sự sống đời đời. Rồi ngài còn nói là nếu trường hợp coi cha mẹ anh chị em mà hơn ngài thì không xứng đáng. Thật sự những câu này mình phải để ở trong cái bối cảnh của nó là gì.
Đây là một tôn giáo mới, một cộng đoàn mới. Và cộng đoàn mới này nó có những điều đi ngược lại với cộng đoàn trước đây đã có, tức là cộng đoàn Do Thái. Và vì thế, chính đức tin mới này đã tạo nên sự bất ổn ở trong gia đình. Chưa nói, ở trong sách Công vụ Tông đồ kể chuyện, ngay trong chương thứ 2, kể chuyện là khi các Kitô hữu ở với nhau thì họ họp nhau cầu nguyện và họ đặt tiền dưới chân các tông đồ để các tông đồ giúp cho những người nghèo. Họ bán hết tài sản, đặt tiền dưới chân các tông đồ, rồi các tông đồ muốn giúp ai thì giúp. Tôi hỏi anh chị em nè, bác ngồi đây có vẻ giàu có, thấy có vẻ là thấy triệu phú rồi đó ha. Giờ bác có 5 người con, giàu mà. Trước khi mà về hưu cho mỗi đứa một căn nhà, 5 đứa 5 căn. Rồi đi chơi đông về tự nhiên cái thấy có một cái thằng con đầu thì còn được, thằng thứ hai được, có cái đứa thứ ba bây giờ tự nhiên thấy nó đi lang thang ngoài đường, hỏi mày không có nhà, nó không có nhà, nhà đâu rồi, bán rồi. Hỏi bán làm cái gì? Bán đặt tiền dưới chân các tông đồ. 40-50 năm đầu tiên của cộng đoàn Kitô hữu là những thời kỳ mà anh chị em bị chính gia đình họ ruồng bỏ. Bởi vì chính họ là những người mình làm cha làm mẹ, cho nó một số tiền, cho nó nhà ở. Bây giờ nó xách nhà, nó bán, nó đưa tiền đặt chân với các tông đồ, đồng ý là việc làm bác ái. Nhưng mà mình đâu có chịu được, mình đâu có tin công Giê-xu, nó tin thôi. Thì tôi hỏi, việc đó có làm cho anh chị em về gây gổ với nó không? Việc đó mình có mắng nhiếc nó, mày ngu không? Và đó là cái hoàn cảnh của cộng đoàn Kitô hữu trong 30-40 năm đầu tiên. Cho nên cái câu họ câu mà chị mới vừa đọc đó, ở trong phương của Matthew để nói được rằng là Đức Giê-xu đến để đem chia sẻ đây là bởi vì vấn đề đức tin, và chính đức tin trong 30-40 năm đầu tiên tạo nên những khó khăn. Mà ngay bây giờ tôi dùng những ví dụ nhỏ để thấy được là anh chị em nếu có trong tình trạng đó cũng xảy ra y như vậy. Rồi cái câu hỏi thứ hai là khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Mỗi một người thì có một cái văn hóa. Người Việt Nam của chúng ta đó, thì cái văn hóa của mình, khi mà mình chịu đựng, dẻo dai, siêng năng, cần mẫn, thì cái hình ảnh của Việt Nam mình là dùng hình ảnh con gì? Con trâu. Con trâu. Mà mỗi một lần mà khi mà mình ngu, thì mình ngu như con gì? Con bò. Đây hoàn toàn có tính cách văn hóa. Với diễn tả về văn hóa thì cái con người mà cần mẫn thì mình nói là cần cù như con trâu hả, rồi chịu đựng thân tao chứ đâu phải thân trâu, tức là mình khi mà bị người khác bị lợi dụng nhiều mình tức quá mình nói thân tao chứ đâu phải thân trâu hả. Ở trong văn hóa của Do Thái, con rắn là biểu tượng của sự khôn ngoan, và vì thế Đức Giê-xu sinh ra ở trong môi trường của văn hóa Do Thái chứ không phải cái biểu tượng của vừa khôn ngoan mà rồi đương nhiên con rắn vừa khôn ngoan mà vì khôn ngoan cho nên nó tinh xảo. Vì thế khi Đức Giê-xu dùng một cái câu cũng giống như tôi dùng một cái câu là hả, trời ơi thân tôi chứ đâu phải thân trâu đâu, ý tôi muốn nói là tôi làm cũng có hạn thôi, chứ không phải dùng cái câu đó để diễn tả là con trâu nó vừa ngu nữa, không phải như vậy. Cũng không phải để nói rằng Đức Giê-xu muốn nói là khôn ngoan như con rắn đây để rồi mình trở nên tinh xảo và đôi khi xảo quyệt như nó, không, hoàn toàn không đúng. Trong cái câu nói mà Đức Giê-xu muốn nói với Kitô hữu là hãy khôn ngoan như con rắn, tức là sử dụng sự khôn ngoan của mình để biết cách và đối đáp. Khi người ta đến bắt thì chạy đi, đừng có đứng đó cho nó bắt. Nhưng nếu trường hợp bị bắt thì đừng có từ chối, đó là một hình thức. Cho nên khôn ngoan ở đây dùng cái lối là mình biết cách để đối xử và đơn sơ như chim bồ câu để nói lên được cái sự phó thác. Chứ đây không phải là hình thức nói lên khôn ngoan như con rắn để rồi tinh xảo như nó, không phải như vậy. Ngài sinh ra trong văn hóa Do Thái và đối với văn hóa Do Thái biểu tượng của khôn ngoan là con rắn. Hỏi kế tiếp, nếu con có nhà nhưng để cho con cái đứng tên để rồi lãnh thêm tiền già thì chúng con phải trả lẽ ra sao? Bây giờ là anh chị em đặt tôi vào cái vai trò làm chúa để tôi coi là thế nào. Tôi ước gì tôi có một cái quả, nó gọi là cái quả crystal ball, tức là một cái quả tinh cầu để tôi nhìn qua đó tôi biết được mọi sự. Tôi ước gì tôi sống trong một hoàn cảnh trong thế gian mà thế gian này nó là một thế ngay. Tôi ước gì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng thành thật, ai cũng công chính. Tôi ước gì tôi đang sống ở trên thiên đàng. Chỉ có điều là tôi không sống ở trên thiên đàng. Tôi đang sống ở thế gian và tôi đang sống chung với những người mà chính bản thân tôi cũng có bao nhiêu điều là lương lẹo, có những điều không thành thật.
Bây giờ cái câu hỏi là có những người già họ để lại nhà cho con cái đứng tên và họ lãnh tiền già hoặc là tiền thật sự tiền già để không ăn thua. Nhưng mà cái quan trọng câu hỏi, tôi có cái vô duyên, nhiều khi người ta không hỏi tôi hay nói. Cái tiền già. Nhưng mà cái lý do tôi nói là để cho nó rõ ràng hơn. Bởi vì tôi nghĩ kiến thức của tôi nhiều thôi chứ không có gì đâu. Thật sự cái tiền già nó không quan trọng bao nhiêu, chứ có vài trăm bạc à. Nhưng mà cái tiền bảo hiểm sức khỏe nó mới quan trọng. Bởi vì các người già mà đi nhà thương một lần là bán nhà thôi. Cho nên cái đó mới là cái quan trọng. Thì cái câu hỏi là nếu trường hợp những người này để cho con cái đứng tên, rồi họ lãnh tiền già hoặc là cái tiền bảo hiểm đó, sức khỏe đó, thì sau này họ phải trả lẽ như thế nào? Thì bây giờ tôi trả lời như thế này. Tôi không biết. Nhưng không biết không có nghĩa là không biết hết mọi sự đâu. Nhưng tôi nói như thế này. Nhưng nếu chúng ta làm một việc sai, có những người làm việc sai và họ sai bởi vì họ cố tình sai, mà cái sai của họ là một cái sai có tính toán, bởi vì họ nằm trong một cái xã hội và một cái cơ chế sai. Tôi nhớ khi Cộng sản mới về, chúng tôi phải đi làm lao động rất là cực khổ, đi phát rồi đi làm tất cả đủ thứ. Rồi tôi nhớ có một nhóm ở đây, ai ở Thanh Bồ Đức Lợi thì biết, có một nhóm mấy anh em mà đi quân phát cá khô đó. Tức là mình phát từ cái tàu này, từ trên tàu xuống dưới tàu lửa, rồi tàu lửa lên tàu, chỉ có vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng phát được thì mình cứ lấy, hồi đó mà cá ngon, cá khô thì nó xuất cảng hết, mình đâu có mà ăn. Rồi mới ăn cắp một con cứ quăng ra đằng sau cái hàng rào chỗ cái khu vực. Rồi cuối ngày đó thì đem về với nhau hả? Đem về chia nhau ăn hoặc là đem bán. Tôi nói nè, ăn cắp là tội. Ăn cắp là tội. Khi mình phát một cái bao, mình lấy, mình quăng, đó là tội. Đương nhiên, dễ quá. Tôi ước gì tôi trả lời một cách đơn giản như vậy, bởi vì nếu tôi sống ở đây mà tôi lấy bác này 20 đồng, tôi là tội. Nhưng hãy tưởng tượng, anh chị em đang bị một cái cơ chế nó áp bức mà mỗi một ngày làm việc của anh chị em nó chỉ cho một nắm cơm và nó đang bóc lột anh chị em. Và anh chị em làm không đủ ăn thì liệu chừng việc anh chị em lấy đó nó là công bằng hay tội, tôi không biết, Chúa phán xét. Tôi ước gì tôi sống trong một cái xã hội mà cái cơ chế chính trị ở đây, mỗi một đồng tiền mình đóng vào trong tiền thuế là người ta sử dụng đúng mức, chứ không phải nó sử dụng để cho những cái tầm bậy. Rồi chưa nói, một đứa nó chỉ cần bay về, nó là một cái congress, là một dân biểu, nó muốn bay về thăm gia đình, nó đi hạng nhất, tiền tôi phải trả. Rồi những cái khoản tiền nó đưa ra, nó phung phí vô cùng, những cái khoản rất ư là phi lý. Chưa nói, có những cuộc chiến tranh mà quốc hội nó công bố, và cuối cùng một chiến tranh vô nghĩa, vừa giết người vừa tốn tiền, thì liệu chừng cái đồng tiền tôi đóng vào nó có sử dụng đúng hay không? Mà nếu trường hợp nó không sử dụng đúng, tự bản thân tôi đặt một câu hỏi, tại sao tôi phải đóng góp? Vì thế, tôi không nói trốn thuế là đúng, sai, chuyện đó là sai, mình ăn cắp là sai. Nhưng liệu chừng ở trong một cái hoàn cảnh và một cái cơ chế chính trị, liệu chừng một cái cơ chế chính trị khi nó băng hoại, khi nó sai trái, thì việc làm của chúng ta đương nhiên sai trái tự nó là sai. Nhưng liệu chừng có phải đây là những cái sai trái có tính toán không? Nếu trường hợp tôi sống được ở trên thiên đàng, ở đó mọi sự nó đều rõ ràng trắng đen, thì tất cả những việc làm mờ ám của mình là những việc làm có tội. Nhưng nếu tôi sống trong một xã hội áp bức, một xã hội mà người ta dùng cái đồng tiền của mình để làm những điều sai trái, ủng hộ hết phá thai, rồi đến nào là trợ tử, ủng hộ làm những cái chương trình, ủng hộ cho những cái đi ngược cả với tâm lý của tôi, thì cũng có những người. Tôi không phải là Thiên Chúa để phán xét. Tôi chỉ biết cũng có những người có tiền chút chút dành dụng đưa về con cháu. Nhưng họ nghĩ rằng, tại sao mình lại phải cứ ngu đần đóng góp để cho tụi này nó sử dụng những đồng tiền đi ngược lại với những ý định của mình. Và vì thế, những người khác, họ tìm cách trốn tránh, không phải để đánh lừa cho bằng, để tìm lại cái công bằng mà họ không thể làm được trong cương vị của một chính trị gia. Bởi vì họ chỉ là một người dân bình thường. Họ đứng tên để làm chi? Để có thể tiền này nếu tới chính phủ lo, bởi vì một phần tôi đã đóng rồi mà các ông dùng sai, còn tôi dành dụng được chút đồng tiền nào tôi cho những người khác. Tôi chỉ muốn trả lời, tôi không biết. Tôi không biết bởi vì cái cơ chế nó phức tạp, bởi vì cái cuộc sống nó phức tạp, và vì thế mỗi một hành động của chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Như tôi đưa ra một ví dụ, nếu anh chị em bị những người khác bóc lột,
thì liệu chừng việc anh chị em lấy một con cá để đem về nuôi gia đình tối nay, đó là vấn đề của công bằng hay là vấn đề của ăn cắp? Xin mời chị ở trên lầu ạ. Xin mời chị ở trên lầu. Con kính chào cha. Con xin làm chứng nhân cho khi sống trong nỗi đau, tin tưởng vào lời cầu nguyện, nhất là qua thánh lễ. Thì trong cái môi trường con đang sinh hoạt bây giờ á, là con thấy cha xứ con không có lỗi gì hết, là vì mỗi ngày cha chỉ làm một thánh lễ và nhận một bổng lễ. Nhưng mà cái ngày đó con cũng xin lễ mà ý chỉ của cha thì không đúng. Thì cha có giải thích là bây giờ theo Mỹ đi, mỗi ngày cha làm lễ ý chỉ chung. Đối với con thì con xin được ích kỷ một chút, là vì con xin lễ bình an mà lễ kia cầu cho linh hồn Maria. Thì xin cha giải thích thêm về thánh lễ để cho con được bình an. Tôi chỉ trả lời vắn tắt cho chị như thế này. Thứ nhất là tôi không có biết là khi chị xin lễ, chị cha có làm lễ cho chị không, hay là cha có thể chuyển lễ đó cho một linh mục khác làm. Bởi vì mình không biết thì tôi không có nói được. Khi người ta không rao thì có thể người ta chuyển ý lễ. Dạ không, con làm chứng nhân là vì con trong ban hành tránh, cái tiền xin lễ đó thì quy vào cái quỹ để xây dựng. Vì cha giải thích rõ ràng là cha chỉ nhận một bổng lễ thôi. Đúng, vậy thì cha đó giải thích rất là rõ ràng và đúng. Bởi vì bổng lễ chỉ được nhận một cái mà thôi. Còn ý lễ thì có thể cầu nguyện chung được. Cái việc mà ý lễ đây cũng là một cái điều nè. Chúng ta có một cái thói quen, cái này không thuộc về giáo luật nhé. Chúng ta có một cái thói quen là mỗi một khi dâng lễ cho ai thì công bố nói nêu lên. Đó là một cái thói quen. Thói quen đó tốt. Và nhiều người tưởng rằng thói quen đó là luật. Tức là khi tôi làm thì tôi phải nói cho người khác biết tôi làm không. Khi làm thì cái ông cha đó là cái người phải biết. Bởi vì biết đâu ông làm lễ một mình trong phòng. Cho nên cái ý của chị hỏi đây tôi rất là hiểu. Cái ý của chị hỏi đây là tại sao khi công bố ý lễ ông chỉ nói có một ý thôi mà những cái ý khác ông không công bố? Thưa, bởi vì điều này không bắt buộc. Điều bắt buộc là khi ông làm lễ, ông phải làm theo cái ý mà ông có. Tôi nói ví dụ có 5-7 lễ, trong đó ông chỉ lấy được một ý lễ thôi. Nhưng mà 5-7 lễ này khi dâng lễ thì các linh mục đã cầu nguyện trước, trong và sau thánh lễ rồi. Cho nên cái đó có thể là cái mà Ngài giữ một mình. Và điều đó không bắt buộc phải công bố. Còn điều mà chúng ta thấy thường xuyên công bố đó là một cái thói quen. Và đừng có biến thói quen đó trở thành luật khi nó chưa có luật. Con trai con có gia đình và gặp một người đàn bà khác và ly dị vợ mình. Bây giờ sống với người đàn bà đó. Thưa cha, con có nên nhận người đó làm con dâu không? Làm sao mà chỉ có con dâu rồi mà nhận nó được? Tức là nó có vợ rồi, rồi bây giờ nó sống bỏ người con gái đó mà đi lấy với người khác. Thì làm sao mà nhận con dâu được? Bởi vì cứ theo luật Kitô giáo, cứ theo luật Công giáo thì nó vẫn còn cái hôn phối với cái chị đầu tiên. Vì thế cái việc mà chúng ta nói là con dâu đó thì bắt buộc phải là con dâu đầu tiên. Cái chuyện nó sống với ai thì là cái chuyện của nó, mình không làm chủ nó được, bởi vì con cái giờ nó lớn rồi. Nhưng mà nói về mặt chính thức, về mặt xã hội thì khác, nó tới nhà thăm này kia là cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây cái câu hỏi là chị có nhận con đó con dâu? Đương nhiên là không. Bởi vì nói về con dâu ở đây tôi vẫn hiểu theo cái ràng buộc của hôn nhân thì cái đứa vẫn là con dâu của chị. Còn đứa thứ hai thì chị muốn tiếp xúc với nó như một người bạn gì, cái đó tưởng chị. Mà nó không có bị ràng buộc. Nó không thể nào được ràng buộc với hôn nhân. Xin mời anh em bạn nào ạ. Con xin kính chào cha. Xin cha, dạ xin chào con. Con có hai câu hỏi. Wow. Sự hiểu biết của con thì rất là hạn hẹp. Ví dụ như có một người Công giáo mà con cũng biết, sinh ra và lớn lên trong một miền quê giống như cháu con ạ, và anh được rửa tội, chịu các phép, nhưng khi qua đến đây anh là một bác sĩ. Thế thì cái đề tài ngày hôm con, cái câu hỏi của con, cái đề trở ngược lại cái đề tài ngày hôm qua là tôi chọn Chúa vì Chúa đã chọn tôi. Thế thì anh được đem đến nhà thờ và được lãnh các bí tích, như vậy thì anh đã chọn Chúa, và trong tâm hồn anh thì luôn luôn lúc nào cũng có Chúa. Và chúng con, ba người chúng con quen nhau thì qua đây trước năm 75 là chúng con ở trong một cái chung một cái apartment. Rồi một anh thì đi tu làm, bây giờ làm linh mục trong dòng Mới Lời, còn anh nữa thì ra ngoài làm bác sĩ. Nhưng khi anh đã được Chúa chọn rồi, sau đó thì anh là bác sĩ, nhưng mà anh lại là bác sĩ phá thai. Thế thì khi anh qua đời, anh có được Chúa chọn hay không?
Cái câu hỏi này chắc mất câu hỏi này câu trả lời là tôi không biết. Các bạn nghe tôi nói tôi không biết càng nhiều phải không? Mà cái người, mà cái đó là cái câu trả lời thật. Đơn giản như thế này anh. Tin Chúa tạo dựng và chỉ có một người, một đấng đứng ra phán xét chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô. Ở trong phúc âm của Matthew, các cái chữ cuối, ba chữ cuối nói rất rõ, trong ngày sau cùng khi thiên thần thổi loa thì con người tức là Đức Giêsu Kitô đó, Ngài sẽ ngự trên đám mây đến để phân chiên ra khỏi sói nhé. Và chỉ có Ngài là đấng phán xét. Vì thế anh hỏi tôi là liệu chừng anh ta làm như vậy rồi sau này có được Thiên Chúa đón nhận không, tôi không biết. Lý do mình không hiểu được là trong giây phút cuối đời, trong giây phút nào đó anh năng năng như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Nhìn về phía bên ngoài, tôi nói nhìn về cái hình thức bên ngoài thì chúng ta thấy rằng anh ta làm những điều sai trái đối với luật pháp, đối với giáo luật, đối với giáo lý Công giáo. Nhưng bên trong thì chỉ có một mình Thiên Chúa biết, cho nên người ta nói cũng rất là vui ha. Cái gì đó, hỏa hổ, hỏa bì, nan, hỏa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Tôi không có biết cái tâm của ông này, chỉ có Chúa biết, cho nên Chúa phán xét tôi chịu thua. Thế cha, có một cặp vợ chồng không có con, thế rồi đi cấy tinh trùng và trứng một lần, nhưng mà để phải làm tới 5-6-7 tinh trùng trứng gì đó để có thể thụ thai được. Thế thì con hỏi, người này hỏi là có mắc tội giết người không khi mà người ta chọn trong 4-5 cái thụ thai đó để lấy một cái thụ thai khỏe nhất, còn mấy cái kia yếu thì giết đi, thì như vậy có tội không? Câu trả lời có, và đây là cái lý do. Cái câu hỏi này như thầy nói là tôi lặp lại cho nó rõ ràng ha. Đối với những người không có con thì người ta dùng thụ tinh nhân tạo, và thụ tinh nhân tạo cho đến bây giờ bởi vì vấn đề tiền bạc nữa, cho nên người ta muốn làm thế nào để bớt cái giá thành xuống bằng cách là khi cho thụ tinh thì người ta cho thụ tinh một lúc 20-30 cái trứng ha. Để rồi làm gì? Để rồi nếu trường hợp lần này không thành công thì lần sau người ta cấy tiếp. Mỗi một khi cấy, người ta cũng không cấy một cái trứng thụ tinh mà người ta cấy một lúc 5-6-7 cái, với hy vọng là một trong 5-6 cái đó nó có thể bám vào trong cái dạng giác mạc của tử cung để mà nó phát triển thành một bào thai. Hoàn toàn đây là vấn đề về kinh tế. Làm thế nào để tiết kiệm được tiền bằng cách là mình cấy một lúc 4-5 những cái trứng thụ tinh rồi hy vọng một cái nó sống. Mà khi nó sống thì còn không phải là 4-5 cái, nó cấy cả chục cái. Cái khổ là khi mình cấy cả 10 cái mà nó sống một lúc 6 cái thì bây giờ mình làm cái gì? Trời ơi, nếu trường hợp mà mình để cả 6-7 đứa con trong đó làm sao mà sống nổi? Cho nên bác sĩ họ chọn bằng cách giữ lại một và giết những cái khác. Đây là nguyên nhân tại sao giáo hội không cho phép dùng thụ tinh nhân tạo. Đối với giáo hội, mỗi một khi trứng đã thụ tinh thì trở thành một mạng sống, và khi chúng ta tìm cách trực tiếp để giết chết mạng sống đó thì chúng ta có tội. Và một trong những nguyên nhân đầu tiên mà giáo hội cấm cũng chỉ bởi vì là có sự chọn lựa, khi một cái đậu thai thì họ giết những cái khác, đơn giản bởi vì vấn đề kinh tế và đơn giản vấn đề sức khỏe của người mẹ nữa. Và như tôi nói, tôi có thể nói rất là dài về cái đề tài này, nhưng mà thôi lúc khác. Đây là lý do chính tại sao giáo hội cấm chúng ta không được thụ tinh nhân tạo. Vì thế câu trả lời là đây có phải hành động giết người không? Đơn giản thưa phải. Xin mời chị bà Đào Hồng. Thưa cha, có một câu hỏi. Đang gì đó bên sau à? Mấy người kia đứng lâu rồi. Vâng, đức thà, cha giúp chùm con. À. Giáo hội cho một cái chủ trương rất là rõ ràng. Con là một y tá. Khi cha nói về vấn đề trật tự thì nó có hai vấn đề. Với người Mỹ họ có hai điều. Thứ nhất là DNA, có nghĩa là khi mà tim tôi ngừng đập để tôi đi, tôi kết ai. Cái thứ hai là hospice care, tức là trong cái trường hợp này thì họ sẽ cho y tá treo morphine. Và với tụi con làm ở bệnh viện thì tụi con không phải là hospice care, nhưng bác sĩ ra cái lệnh là treo morphine để giảm nỗi đau của bệnh nhân. Thì đối với con có hai cái đau, người bệnh nhân khi họ đau và thể xác họ đau ghê lắm, mà nếu mình không làm thì họ sẽ rất là đau, mình không thể chứng kiến và chịu đựng được. Nhưng nếu mình làm thì trong một vài ngày nữa khi cái level of morphine nó cao lên đó thì người bệnh nhân này họ sẽ đi.
Thế thì con phải treo một viên một hai lần. Thì lúc về con rất là áy náy. Người bệnh nhân không chết ngay vì con không lắm, con không có treo cái hai leo con. Vậy thì bây giờ tôi trả lời cho chị đừng có áy náy. Và cái lý do là như thế này, chị hỏi một nữa là tôi hiểu hết câu hỏi rồi. Là những người y tá, bác sĩ thì chúng ta cũng phải theo một cái nguyên tắc tiếng Mỹ, nó gọi là double effect. Double effect có nghĩa là một cái hiệu ứng đôi. Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng theo một cái gọi là hiệu ứng đôi. Như chị mới vừa nói ha, có hai cách. Hồi nãy tôi dùng một cái từ gọi là trợ tử. Trợ tử là khi chúng ta giúp để cho người đó chết. Cách thứ hai là chúng ta để cho người ta chết một cách tự nhiên, như trong hospice, là những nơi mà người ta đầu hàng không còn cái việc gì nữa. Thì bây giờ người ta chỉ tạm thời cho người này giảm đau và trong thời gian chờ từ từ chết. Thì trong cái chết đó là một cái chết tự nhiên, mình không có bơm thuốc vào như những người trợ tử. Thì tôi nói là chị hiểu rồi, nó đeo những cái ống vào, có 2-3 ống thuốc hả? Thì cái chuyện mà chết tự nhiên hoàn toàn được cho phép. Riêng đối với chị là y tá thì nó có hai cái chọn lựa. Một là mình chích morphine cho người ta đỡ đau, bởi vì cái đau quá chịu không nổi. Mà nếu trường hợp như vậy thì thay vì sống thêm được 10 ngày, nó sống còn có 5 ngày. Hai là mình không chích gì hết thì nó nằm nó quằn quại, mà nó quằn quại được 10 ngày. Vậy thì chúng ta chọn cái gì? Thưa, cái nào cũng được. Nhưng nếu chị chọn cái chích morphine, chị hoàn toàn không có lỗi. Và đây là nguyên tắc về luân lý, về vấn đề tiếng Mỹ gọi là double effect, tức là hiệu ứng đôi. Tôi hiện tại cũng phải uống thuốc cao máu. Mà uống thuốc cao máu thì đương nhiên nó phải ảnh hưởng cái thận. Mà đại khái phải, tôi không phải bác sĩ, tôi nói bậy đừng có la tôi nha. Mấy người bị tiểu đường mà đâu phải uống thuốc tiểu đường không, nó ảnh hưởng cái này cái kia. Cho nên chúng ta có hai chọn lựa. Một là tôi không uống thuốc cao máu thì tôi không có bị ảnh hưởng gan thận gì đó. Mà nhiều khi nó còn khổ hơn nữa. Nhưng nếu tôi đã uống thì bắt buộc tôi phải chịu cái này. Nếu trường hợp bây giờ tôi bị tiểu đường mà bây giờ bác sĩ nó nói cưa chân, mà tôi không cưa cũng không được, bởi vì nếu tôi cưa thì đó là một cái double effect. Tôi phải chịu thiệt thòi một phần để tôi lợi được cái phần kia. Vì thế trong cái hiệu ứng double effect, tức là cái hiệu ứng đôi đó, thì việc gì chúng ta làm nó cũng có một cái ảnh hưởng bên cạnh, nó tác hại. Để mà cứu được cái này thì chúng ta phải hy sinh cái kia. Cho nên là một người y tá như chị, nếu trường hợp những người này trong cái cơn đau đớn mà chị biết rằng là cái việc chị tôi tiêm morphine vào cho người ta bớt đau thì sẽ rút ngắn thời gian lại. Đó là luật Thiên Chúa tạo nên, không phải của chị. Vì thế chị cứ an tâm. Bởi vì Thiên Chúa tạo nên một cái luật tự nhiên mà khi mình làm cái này thì nó ảnh hưởng tới cái kia. Mà trong luân lý Công giáo cho phép, mình gọi là hiệu ứng đôi. Vâng. Anh Phật Thầy Cha, thêm một câu hỏi này với câu hỏi của chị nữa thôi nhá. Câu hỏi này trước này. Có hai vợ chồng Công giáo chính gốc, rồi chồng bỏ vợ, rồi đi ăn ở với một người khác công khai trước mặt mọi người. Ngay cả những người trong gia đình cũng không có nói lên lời phản đối hay gì cả. Thì câu hỏi muốn hỏi rằng, những người trong gia đình hoặc những người thân quen biết biết chuyện này và không làm gì hết, có phạm tội đồng lõa không? Nói đồng lõa thì cũng tội nghiệp. Bây giờ tôi cái câu hỏi thì nó không rõ ràng, nhưng mà tôi hỏi như thế này. Nếu những người trong gia đình mà ủng hộ, nâng đỡ, khuyến khích thì cái đó tôi gọi là tội đồng lõa. Còn nếu trường hợp mình không làm được gì, mình đành phải chấp nhận, thì cái này mới gọi là cái đau khổ đồng lõa, chứ đâu phải tội. Chứ bây giờ nó đã mặc dày như vậy, nó mất cái thần kinh gì, là cái gì, nó mất cái thần kinh xấu hổ rồi, thì bây giờ mình làm được cái gì? Lấy vợ. Chúng ta biết ở trên thế giới này có một cái đất nước của mình, mà những nhà lãnh đạo bây giờ mất đi cái thần kinh xấu hổ, mình biết là ai rồi ha? Nó không biết xấu hổ, nó không biết e lệ, nó không biết quê, nó không biết nhục. Thì bây giờ nó không những chỉ lấy một người, mà nhiều khi nó đi ra chỗ khác nó ở thì mình còn tôn trọng nó. Nó đã như vậy, nó còn khoe khoang trước mặt, nó đứng trước mặt mình. Đối với những con người vừa liều và vừa đứt cái thần kinh, gọi là đứt cái dây thần kinh xấu hổ này, thì tôi nghĩ gia đình đâu làm gì được. Cho nên để trả lời câu hỏi, tôi thấy rằng gia đình cũng là một nạn nhân, và tôi thấy tội nghiệp cho gia đình. Trừ khi gia đình là người cổ võ, cổ suý, cổ động làm cho cái hôn nhân này nó đi thành, thì lúc đó mới là tội. Còn không nữa thì tôi gọi đây là những người đồng, gọi những người đau khổ, đồng lõa đau khổ, là tội nghiệp họ. Thưa cha và công đoàn, thưa cha, con có câu hỏi nè. Ví dụ như tất cả các cụ ông, các bà, và từ tuổi con đổ xuống đã trải qua những cái đau khổ, đói rét, cho nên đồng cảm và thương cảm được những cái cùng cái cảnh khổ.
giống như là những người đã đau khổ qua. Còn những cái lớp trẻ như chúng con em của chúng con sau này, chúng nó có một cuộc sống quá sung túc, hưởng thụ đầy đủ rồi, thì cha hãy chỉ chúng con biết là làm cách nào để chỉ dạy cho các em, nghĩa là nó đồng cảm và nó cảm nhận sâu sắc được những cái đau khổ của người khác. Một trong những cái cách thức để dạy cho các em đồng cảm, biết đau khổ đó là cho nó đi sinh hoạt chung. Tôi nói, chúng ta, người Công giáo Việt Nam của chúng ta rất là tự hào có thiếu nhi thánh thể, có các cái sinh hoạt của các em. Bởi vì chính cái sinh hoạt chung tạo cho các em có cái tinh bác ái, biết nâng đỡ, biết giúp đỡ những người khác. Một trong những điều mà tôi nói như thế này, chúng ta chịu đau khổ cho nên chúng ta đồng cảm, thật sự đó chỉ là một phần. Có nhiều người sau khi đau khổ thì họ lại không đồng cảm mà họ lại còn bóc lột những người khác nữa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó để qua một bên. Nhưng mà ít nhất chúng ta đau khổ và chúng ta đồng cảm. Cho nên anh chị em trong việc giáo dục con em, nên cho nó biết cái giá trị của đồng tiền và đau khổ. Bởi vì cưng chiều bao giờ nó cũng hư và việc này ai cũng biết. Vì thế, trong cái đường lối giáo dục gia đình, nên làm thế nào để tạo cho con em có những thói quen tốt. Hôm vừa rồi tôi ở nhà thờ nào tôi quên rồi, mà tới giờ xin bỏ giỏ đó, thì tôi thấy có mấy đứa nhỏ nó cứ cầm đồng. À, nhà thờ ở bên San Diego, các em nhỏ nó bồng cầm mấy chục xu nó lên nó bỏ giỏ. Đối với tôi đây là một cái việc giáo dục của gia đình, dạy cho con em biết bác ái, biết chia sẻ. Và vì thế, cái cách thức thì nó có nhiều cái lắm, cách thức nhiều, nhiều hình thức khác nhau. Tôi chỉ muốn nói là đối với gia đình làm cha làm mẹ, chúng ta phải biết cách giáo dục con mình để cho nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và đau khổ. Bằng không, nó sung sướng quá, hoặc là nó lúc nào cũng chỉ có nghĩ tới nó thôi. Thì những đứa mà đã nói ích kỷ như vậy thì sau này ra đời cũng chẳng ai sống được với nó, mà nó cũng sẽ ích kỷ suốt đời. Cho nên đây là thuộc về vấn đề giáo dục nhiều hơn là vấn đề thần học. Rồi, kính thưa quý ông bà chị em, về thời giờ của chúng con đã hết rồi đó. Thành thật ra quý ông bà chị em dành những câu hỏi đó cho tới các nhiều hội thảo khác, cũng như những người mà gửi cho chúng con câu hỏi này. Quý vị có thể về nói chuyện với cha xứ ở nhà hay là các những người phụ trách ở nhà giáo xứ của quý vị đó. Tại vì những câu quan trọng con đã dành cho cha giải thích hết rồi. Cảm ơn. Rồi, xin mời tất cả chúng ta được lên.